Dạ, con thưa sư, con xin trả câu hỏi của hành giả Thiện Hạnh. Con bạch sư, xin sư cho con hỏi thế nào là bố thí ba la mật? Con nghe có thầy giải là khi cúng dường hay bố thí thì cứ thế mà làm, không được nói cho ai biết. Nếu mà nói cho ai biết thì không phải là bố thí ba la mật. Con kính tri ân sư ạ. Cái từ ba la mật ở đây là phải hiểu theo cái nghĩa của tiếng Pali, tiếng Phạn, chứ không được hiểu theo cái nghĩa của nghĩa đen, nghĩa bóng của tiếng Việt. Mật theo cái nghĩa của tiếng Việt thì là bí mật, và nhiều người sẽ hiểu theo cái nghĩa đó, thì nó không đúng với Pháp. Còn theo cái nghĩa của Pali thì hay là cái nghĩa là đến bờ bên kia, tức là bố thí ba la mật, tức là cái pháp bố thí đấy vì cái mục đích cầu đạo giải thoát, tức là hướng đến cái đạo chấm dứt khổ đau ấy, thì hướng đến cái bờ giải thoát, bờ bên kia tức là cái bờ chấm dứt tử sinh, cái bờ vô sinh bất tử, còn cái bờ bên này là sinh tử luân hồi. Vậy ai có cái ước nguyện, có cái mong cầu chứng niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử, khi người đó làm cái việc gì vì đó, luôn luôn mong cầu cái điều đó thì là ba la mật. Ví dụ khi bố thí vì đó nguyện chứng niết bàn, chấm dứt khổ đau sinh tử, thì đó là bố thí ba la mật. Vậy cái lúc bố thí ba la mật mình phải nguyện cầu, mình khởi lên cái nguyện cầu đó. Còn cái việc mình nói cho ai là hay không là do mình. Ví dụ mình muốn chia phước đến ai thì mình nói đến người đó, thì cái ba la mật của mình không mất đi, mình vẫn thành tựu pháp ba la mật. Còn bố thí xong im lặng không cần nói cho ai biết mà mình nghĩ rằng bố thí ba la mật, đấy là ba la mật, thì đấy là si, đấy là ngu si chứ không phải là ba la mật. Bố thí với một cái tâm tà kiến ngu si, bố thí xong rồi không dám nói cho ai biết, sợ bị nộ. Mình có làm cái điều gì xấu xa đâu mà sợ bị nộ cái chuyện đó. Nên hiểu theo cái nghĩa đấy là hiểu theo cái nghĩa của người ngu. Nếu người trí thì phải hiểu theo cái nghĩa khác, đó là cầu đạo niết bàn, là ba la mật chứ không phải là bí mật.